Giờ cái khu vực đây người ta có còn cho vay hạn không? Không rồi, nhưng mà vừa rồi đây này, hắn đem hắn cào vẫn vô lấy đất. Ngày giờ hắn làm đụng long mạch nhá. Thì bây giờ nếu như mà cũng như ta nói làm cái nhà cũng thế thôi. Bây giờ nếu cái nhà mà coi như mà người ta đem người ta cào chân rồi người ta đào đến người ta hạ móng hạ xong thì người ta phải hàn long mạch. Thì còn cái núi hắn cũng dưa thôi, thần núi người ta không dưỡng cho thần núi thì người ta in làm răng được. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là về đây là cái núi Chân Thành đây nè. Đây anh có cái núi Chân Thành đây là anh có đây núi Chân Thành đi, trước đây là năm người bắn thì mất cái chỗ lõm đấy là bác hả? Cái chỗ lõm đấy là cái chỗ lõm trên đây nè, chỗ cái đầu đây nè. Hay như nè thì em bắn mất rồi. Đây là con chó nè, đây này ra đây nhìn mới đúng là con chó này. Đúng y hệt luôn. Đó cái mỏm của nó. Còn đây là cục xương này. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Đây cục xương này. Giống y hệt luôn đúng không? À đúng y hệt. Tạo hóa chứ. Tạo hóa đó. Thì người mẹ, nhưng mà cái mấy dòng chữ kia là từ xưa hay là? À mấy dòng chữ thì là từ đây 400-500 năm này, còn cậu là đằng sau đó nè. Cậu. Bên kia có chữ dòng chữ Hán không? À, không. Còn đó trao theo nếu như mình nhìn các cụ cho mắt thần thì mới nhìn thấy được. Dạ. Đó là ví dụ như là cái đầu Tôn Ngộ Không đó. À. Thấy không? Thấy được hai con mắt đó. Đúng rồi. Đó. Đó là mặt Tôn Ngộ Không đang bị trận đó. Chào tất cả các bạn thân mến. Ngày hôm nay Quân đang có mặt tại đây là phường An Hoạch thuộc thành phố Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì Quân sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá và tham quan một di tích thắng cảnh rất là đẹp, đó là núi Vọng Phu tại thành phố Thanh Hóa mọi người. Thì hiện tại mình đang đứng ở đây là cách núi Vọng Phu khoảng chừng 300m mọi người. Thì bây giờ mình phải leo núi. Hiện tại bây giờ thì trời khá là nắng. Đây. Thực ra thì núi Vọng Phu đây là lần thứ hai mình đã tham quan núi Vọng Phu rồi. Nhưng mà gần đây thì núi Vọng Phu có một cái hiện tượng, đó là không may bị sét đánh. Sét đánh đã bị lở đi một nửa. Đây, cho mọi người xem cái quan sát từ phía xa xem thế nào nhé mọi người. Các bạn nhìn thấy trước mặt các bạn đó là núi Vọng Phu. Thì ban đầu thì núi Vọng Phu nó cũng khá là đẹp. Trước đây mình đi thì mình nhìn thấy là núi Vọng Phu khá là nguyên vẹn. Thì sau một cái trận mưa bão vừa rồi đấy thì cái hòn đá cao cao đấy mọi người, đó là chính là núi Vọng Phu đã bị sét đánh. Nó bị chỉa ra một nửa đấy mọi người. Đó, mình nhìn bằng mắt thường thì mình nhìn thấy đó. Còn các bạn nhìn trong camera thì nó hơi khó một chút. Đây. Cái đường đi lên núi Vọng Phu đây mọi người. Đường lên núi Vọng Phu thì cũng khá là dễ dàng. Ở khu vực đây thì rất là nhiều các cái công trình người ta khai thác đá. Nhắc đến cái câu chuyện nói về núi Vọng Phu thì chắc là trong chúng ta và mỗi người dân đều hiểu về nó là thể hiện một cái mối tình xuân sắt thủy chung của người vợ đối với người chồng đấy mọi người. Thì về sự tích của núi Vọng Phu thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Hiện tại bây giờ thì hôm nay á trời rất là nắng luôn, mà mọi người nhìn thấy này, mình sắp tới núi Vọng Phu rồi. Nhưng mà cái đợt trước mình đi ấy thì núi Vọng Phu nó nhìn từ xa nó rất là đẹp, nhưng mà hiện tại bây giờ thì hòn đá đã bị sét đánh, bị chẻ thành đôi đấy mọi người, nó chẻ mất một nửa người đấy. Đây cái ở những góc này mọi người sẽ nhìn thấy đấy, mọi người thấy chưa, cái núi cao bên này này là thể hiện cho người mẹ này, còn những cái núi thấp kia
là những người quân đấy. Đường đi lên này thì cũng dễ dàng thôi mọi người, có bậc leo rất là dễ luôn, bậc đá đàng hoàng đấy mọi người. Thực ra thì mình đi đến đoạn này này thì cũng rất là mệt mọi người. Hôm nay trời rất là nắng. Thì phía dưới chân núi Vọng Phu thì có một cái miếu nhỏ ở đây mọi người. Chúng ta lên núi Vọng Phu chúng ta để thắp hương ở đây, một cái miếu nhỏ ở đây trước, rồi chúng ta sẽ lên tham quan ở khu vực ở trên kia mọi người. Hay, bây giờ trời cũng khá nắng, mình cũng cảm giác hơi mệt mỏi một chút mọi người. Đó, tiếng như vậy thôi nhưng mà leo núi cũng mệt lắm mọi người. Phải nói ra là cái phong cảnh ở đây á, nó khá là đẹp, tuyệt vời mọi người. Một nơi rất là lý tưởng luôn. Chúng ta có thể tới đây để tham quan. Mình nhìn thấy ở đây có những cái chiếc mũ bảo hiểm này, có các cái đồ đoàn ở đây. Có thể là các bác công nhân đang sửa lại đường lên núi Vọng Phu, hoặc là đang lắp cái cột thu lôi ở trên núi Vọng Phu. Bởi vì là cái thời gian vừa qua thì sét đánh dông rất là nhiều và đã đánh trúng núi Vọng Phu, một trong những cái hiện tượng thiên nhiên kỳ bí đã tạo nên một cái hòn đá giống y hệt người đấy. Còn một đoạn nữa chúng ta sẽ lên đến nơi thôi. Mọi người, mình đã lên đến núi Vọng Phu rồi, khoảng 10 mét thôi. Thì phía dưới núi Vọng Phu thì ở đây có những các cái vị tượng Phật, chùa ở bên dưới mọi người. Này, góc này. Đó, mình thấy ngồi nghỉ một chút. Vì hôm nay trời rất là nắng và hôm mình leo núi cũng hôm nay cảm giác rất là mệt. Đây mọi người, ngồi mát đây. Đấy là thành phố Thanh Hóa mọi người. Còn trên này chính là núi Vọng Phu. Đây, một khoảng góc nữa thì lên đến núi Vọng Phu. Thì cái đối diện trước mặt đi vào các bạn ạ, thì bị sét đánh mất một nửa người rồi. Đó là tượng trưng cho người mẹ đấy. Còn ở đây thì là cái nơi người ta thờ, chùa, rồi bát hương ở khu vực này mọi người. Đây, chùa chiền ở khu vực này. Phải nói cái phong cảnh ở đây rất là đẹp. Đó, đá. Trước đây đá này là dùng người ta đánh lấy đá đấy. Giờ nhà nước người ta cấm rồi. Khu di tích người ta cấm rồi mọi người nhé. Quá đẹp. Bây giờ mình sẽ lên trên đỉnh núi của núi Vọng Phu. Các bạn đi lên trên này, các bạn tốt nhất là các bạn nên đi giày dép mọi người nhé. Các bạn không đi trên đất được. Đây là dấp đường lên thì cũng dễ thôi. Nhưng mà các cái đá này nó sẽ cọc vào chân đấy mọi người. Rồi, mình là cùng với các bạn lên núi Vọng Phu. Đây mọi người này, đây là những cái tảng đá bị sét đánh trôi đến đây này mọi người. Đây.
chỗ này này. Đấy, đánh cái phần này này, đấy, phần dưới này mọi người này. Phần này là phần bị sét đánh này, nó đánh mất nửa luôn. Đó, cái tảng đá nó rơi xuống. Đây mọi người. Dướng đây. Ở đây là núi Cha đâu bác? À, núi Cha là trong kia, nhưng mà bắn hết mất rồi. Ở trên mệt thiết trong kia? Ừ, trong đó nè. Dạ. Trong sông Tín đó nè. Thì là có cái núi Cha ở trong đó nè, qua tức là cái núi đó, núi đang còn ý kìa, ở trong đây này, từ cái núi đi sang bên núi đó nè, nghe chưa, cái núi Cha đây này. Vâng. Đó. Núi Cha là bên trong đó nè, qua cái núi này nè, núi này là núi Thiều nè, núi Thiều nhá, giờ đến cái núi Cha trong đó. Giờ cái khu vực đây người ta có còn cho hát không? Không rồi, nhưng mà vừa rồi đây này, anh đem cái cào vẫn vô lấy đất. À. Ngày giờ anh làm đụng long mạch nhá. Thì bây giờ nếu như mà cũng như ta nói làm cái nhà cũng thế thôi. Bây giờ nếu cái nhà mà coi như mà người ta đem người ta cào chân rồi người ta đào đến người ta hạ móng hạ xong thì người ta phải hàn long mạch. Thì còn cái núi anh cũng dưa thôi, cái thần núi người ta không dưỡng cho thần núi thì người ta in làm răng được. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là về đây là cái núi Chân Thành đây nè. Đây anh có cái núi Chân Thành đây là anh có đây núi Chân Thành đi, trước đây là năm người bắn thì mất cái chỗ lõm đấy hả? Hả? Cái chỗ lõm đấy là cái chỗ lõm trên đây nè, chỗ cái đầu đây nè. À. Ừ. Như nè, thì anh bắn mất rồi. Ô cảnh đẹp nhỉ. Ừ, đẹp. Đây có cái núi Bát Cơm hồi trước đẹp lắm cháu. Núi Bát Cơm ừ, nữa. Ừ, hắn còn núi Bát Cơm. Nhưng mà bắn mất rồi. Bên cạnh cái chỗ cái nhà đây này. Đó cái nhà trắng trắng có cái đốc đó, bên hông đó. Dạ. Ừ, đó cái đẹp lắm. Cái núi hắn như một cái bát cơm ở trên đỉnh núi. Dạ. Nhưng mà hắn bắn hết mất. Tượng trưng cho cái cái điều ấm no đúng không? Ừ, ấm no đó. Phá mất rồi. Phá lắm. Núi Cha cũng phá này. Núi Cha phá, núi Mặt Thần coi như cũng bị đánh nhưng mà giờ cấm rồi. Giờ cái núi Chân Thành thì mất cái rơi cái chân, cái chân không khác gì cái chân người hết. Rồi. Ừ, mà nó gác lên trên nó còn đẹp lắm. Đây thì có núi Vọng Phu. Ừ, núi Vọng Phu. Đây là núi Vọng Phu này mọi người. Thì hôm nay có bác trồng quầy ở đây thì bác cũng giới thiệu với tất cả mọi người về cái vấn đề về núi Vọng Phu. Trước đây là cái núi Vọng Phu nó bây giờ xét đánh nó bị nhiều không bác? Hả? Xét đánh luôn. Anh bị có mấy khối đó là. Mấy khối đúng không? Bên hông á. Còn trước đây thì anh bị cái bên trên nó một tí. Dạ. Trước đây năm 84 thì anh đánh ở bên trên nó một ít. Đánh mà nằm nó đánh rơi xuống bác biết mà. À chú biết mà. Đây là cái dài dài này là mẹ đúng không? Còn hả? Những cái núi cuồn này là à đây là con này. Là tượng trưng cho con. Đây là cậu này. Cậu. Chỗ cái núi mà cái lá cờ nó là cậu đó. Cậu. Còn đây là con chó này. Con chó? À đây là con chó đang đứng bên cạnh mẫu này. À. Ừ. Đây này xuống đây nhìn mới thấy rõ này. Đẹp nhỉ. Ừ, đây đẹp lắm đây mà. Nói chung nói với cháu chứ nếu mà giữ được theo như ngày xưa thì cực kỳ lắm. Cái những cái đá này rơi đây là cũng trước đây. Đây đây là người ta. Rồi. Đây là các cụ ngày xưa lên làm. À. Làm để cấp đá vào trong thành Huế đó. Dạ rồi rồi. Đó. Nghe chưa? Chứ không phải là do tác động của mình. Không, không, không. Các cụ là lấy đá trên này để làm lấy, các tượng các thứ. À, làm tượng rồi các thứ chuyển vô thành Huế đó. Thành Huế rồi Thăng Long các thứ đó. Nghe chưa? Ngày xưa thì xa cái chỗ này rất con chó nhỉ. Đây đây là con chó nè. Đây này ra đây nhìn mới đúng là con chó này. Đúng, y hệt luôn. Ừ, đó, cái mỏm của nó. Còn đây là cục xương này. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Đây cục xương này. Giống y hệt luôn đúng không? À đúng y hệt. Tạo hóa chứ. Tạo hóa đó. Thì người mẹ nhưng mà cái mấy dòng chữ kia là từ xưa hay là à mấy dòng chữ này là từ 400-500 năm này rồi đó. Tức là của những một cái ông đó là đô đốc ở trong Huế khi giao ra tức là làm đô đốc ở Thanh Hóa.
Ừ, thì ông với linh đây ông thấy đẹp quá, ông thấy linh quá, ông cho thợ làm bốn cái chữ đó. Nhưng mà cái ông ở dưới kia ông đã biết, ông đã biết bốn chữ này. Dạ. Mà chú quên mất rồi. Ông nói cho chú nhưng mà chú quên. Dạ. Ừ. Còn cậu là đằng sau đó nè. Cậu. Ừ. Bên kia có chữ dòng chữ Hán không? À, không. Còn đó cháu thấy không, nếu như mình nhìn là các cụ cho mắt thần thì mới nhìn thấy được. Dạ. Đó là ví dụ như là cái đầu Tôn Ngộ Không đó. À. Thấy không? Thấy hai con mắt không? Đúng rồi. Ừ đó. Đó là mặt Tôn Ngộ Không đang bị trận đó. Nghe chưa? Đó. Ừ, tạo hóa. Ừ, tạo hóa. Đây đúng. Nhìn giống chó. Đúng rồi. Chó y hệt. Không khác cái gì hả? Tạo hóa. Ừ. Nhưng mà ở đây thì nhà nước sắp tới có định làm cái cột thu lôi không bác? Có. Vừa rồi Linh là các cụ cũng lãnh đạo người ta cũng đang cho làm dự án để đến tháng cuối tháng 8 thì phải trình cho tỉnh. Ừ. Ban ngành như sở xây dựng rồi sở văn hóa. Thì sơ bộ thì chú thì hôm đó là không được gặp nhưng mà thấy nói chuyện đó thôi. Qua các phòng văn hóa phường đó nói. Mà cũng chưa biết làm răng. Đây những cái đền thờ này là có từ xưa hay là? Hắn có từ lâu rồi, trước cái thời kỳ mà cái di tích ra đời thế. Dạ. Ừ. Hắn cũng mấy chục năm rồi mà di tích thì mới có. Tức là có cái những cái bàn thờ thắp hương các cụ đã lên thắp. Ừ. Ngày xưa hắn có cái bát hương, ngày xưa có một bát hương thôi. Dạ. Nhưng bây giờ là sau khi mà lên đây ông nó 84 tuổi ông nó được các cụ ấy cho thì ông lên đây ông làm. Ông lên đây là coi như các cụ hướng cho ông làm. Nhưng mà lúc đó khó khăn lắm, chỉ có mỗi người bê được một viên ngói đưa lên thôi. Để dần dần rồi bắt đầu với làm bằng ngói đó. Nhưng mà vừa năm 2017 đó dần dột hết. Đây là có cái tượng thờ. Đây thờ bác lâu thờ rồi. Bác. Ừ. Còn bên trong là bên trong là mẫu. Mẫu đúng không? Ừ. Đây này cái bát hương ngày cổ xưa. Ngày xưa đúng không? Cái bát hương ngày xưa, bát hương trong. Dạ. Ừ, bằng đá nó. Thế là vẫn để nguyên. Ừ, vẫn để không? Phải để nguyên chứ không. Dạ. Không khác nữa. Vì các cụ đã đặt những cái phong thủy rồi. Ừ. Rất là chuẩn. Bác ngày nào cũng ở đây hay là thỉnh thoảng bác cái gì? À thì ngày nào cũng ở đây, có số điện thoại đây thì cứ. Dạ. Ngày nào cũng ở đây. Nhưng mà cháu ở bên truyền hình hay là bên đấy nè? Cháu ở bên Tự Do. À Tự Do ấy. Bài Tự Do ạ. Ừ. Khám phá vui ấy. Ừ. Thì vừa rồi các cụ cũng lên TV, lên chương trình Thời sự Thanh Hóa rồi đó. Đứng trên này đẹp nhỉ bác nhỉ? Ừ đẹp lắm đây. Quá đẹp luôn.